Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đọc vào văn học thiền, chúng ta nghe cái câu nói là phướng động hay tâm động. Một hôm dưới mái chùa ấy, có đôi ba nam nữ cư sĩ Phật tử đang đứng trước sân chùa và nhìn thấy những lá cờ treo nơi trước cổng tam quan trong khuôn viên của chùa. Có những người nói lá cờ ấy đang tung bay ở trong gió thì có nghĩa là cái lá cờ ấy động, cái lá phướng ấy động. Và ngược lại, có những người nam nữ cư sĩ Phật tử đã nói rằng đâu phải đâu, chúng ta đã học văn học thiền, đã nói rằng tâm của mình động chứ không phải là phướng động. Phướng bay là nhờ gió, mà gió thổi thì phướng bay, ấy là điều tự nhiên, không có cái nào động cái nào hết. Nhưng ngược lại, những người Phật tử ấy lại trình bày rằng nếu không có gió thì làm sao thấy được phướng bay, và nếu không có phướng treo ở nơi đó thì gió thổi làm sao thấy phướng bay. Và sau khi những người Phật tử cùng thảo luận với nhau ngang qua câu chuyện thiền mà chúng ta đã nghe, vị trụ trì ở trong thiền đường bước ra và chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Này các vị, đó là tâm của mình động chứ không phải là phướng động hay là gió động. Đức Thế Tôn để giảng dạy ở trong kinh: tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ai nói hay làm với một tâm thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Hay chúng ta còn nghe nữa là linh tại ngã hay bất linh tại ngã. Hay là chúng ta còn nghe nữa, tất cả các pháp đều do tâm tạo. Khi mà chúng ta hiểu được cái tinh thần giáo pháp ấy, chúng ta đang sống trong một cuộc sống nhiều sự rối rắng, nhiều sự chao đảo, trong sự tìm kiếm cơm ăn áo mặc, nhà ở xe đi. Làm như thế nào để tâm của chúng ta đừng động khi mà chúng ta đối trước với cái hoàn cảnh, với cái môi trường trong xã hội này, mà cũng văn học thiền, để rồi khi chúng ta nghe đối cảnh vô tâm mạc văn thiền, tâm của chúng ta khi mà đối diện với cảnh trí, khi mà đối diện với vấn đề, khi mà đối diện với sự sống, mà chúng ta gìn giữ tâm của chúng ta được yên ổn được một phần nào thì chúng ta có được hạnh phúc phần đó. Chúng ta gìn giữ tâm của chúng ta được an nhiên bao nhiêu thì lòng dạ của chúng ta được yên ổn bấy nhiêu, đời sống hàng ngày của chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc theo sau đó. Còn nếu khi mà chúng ta đối cảnh mà tâm của chúng ta bị rung động, khi mà chúng ta đối cảnh tâm của chúng ta không được an nhàn, bình yên, thư thả, thì quả thật rằng chúng ta nên đọc thêm những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn ở trong các kinh điển, cũng như chúng ta cần phải nghiên cứu thêm cái tinh thần của văn học thiền, để rồi từ chỗ đó chúng ta có một cái đáp án cho đời sống hàng ngày của chúng ta ngang qua những môi trường, những hoàn cảnh, những tự tình mà chúng ta tiếp xúc trong xã hội ngày hôm nay. Cầu mong rằng trong chuỗi ngày của chúng ta sống trong xã hội này, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ tâm của chúng ta được an nhàn, được hạnh phúc, để rồi chúng ta không có luyến tiếc khi mà chúng ta nằm xuống, tâm của chúng ta vẫn bình an và hạnh phúc như những ý nghĩ, như những sự học hỏi mà trong kinh điển của chúng ta đã nghiên tầm chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu.